Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm té buổi bần hàng, đặng có tu thân. Kính thưa chư quý đồng đạo, đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1. Phần này tất cả đồng đạo chúng ta trong hậu trường đang trông đợi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Phạm Trung Cang đến diễn đàn để phụ trách thuyết giảng đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu trong bài Diệu Pháp Quang Minh mà Đức Huỳnh Giáo chủ sáng tác tại Hòa Hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Vậy xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn để làm phận sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Quang Thuận, ủy viên thường trực Ban Trị sự Trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương. Kính thưa ông Quỳnh Quang Chuẩn, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường An Bình A, cũng là ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Kính thưa các vị là ban trị sự, trị sự viên xã, phường, thị trấn lân cận trở về để tham dự. Kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức cùng toàn thể ông bà cô bác và anh chị em có mặt kính mến. Thật là một niềm hạnh hỷ lớn lao. Hôm nay được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm được trở về đây gặp gỡ quý vị trong cái buổi sáng hôm nay. Thì lời đó đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể ông bà, cô bác, anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, như chúng ta biết, Đức Thầy vô vàn kính yêu chúng ta ra đời vì một cái hoài bão lớn lao, đó là nhằm tác cạn sông mê để đem tất cả chúng sanh đến bến bờ an lạc giải thoát. Do vậy mà sau khi ra đời thì Đức Thầy Ngài đã mạnh dạn phát thệ, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Hay là chỗ khác, Đức Thầy Ngài cho biết, phần sĩ tăng tay chống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo, nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Chừng nào cõi trời, cõi người, cõi thần Atula, súc sanh ngạ quỷ địa ngục không còn sống trong tam giới luân hồi, thì cái bổ nguyện Đức Thầy mới ngơi nghỉ chư đồng đạo. Đọc qua những đoạn văn trên, chúng ta hết sức là thấm thía thương cho Đức Thầy mình. Một vị cổ Phật sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, là bởi vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Nên khi ra đời mở đạo thì Đức Thầy Ngài áp dụng ba phương pháp cùng một lúc, còn gọi là tam độ nhất như. Thứ nhất là trị bệnh độ đời, thứ hai là thuyết pháp độ đời, và thứ ba là sáng tác kinh giảng độ đời chứ đồng đạo. Vốn biết rõ cái người Pháp hai ngày nữa sẽ câu lưu Đức Thầy rày đây mai đó, nhưng đối với Ngài không một chút kinh tâm. Ngài vẫn khẳng khái để rồi chấp bút thần, nương lấy tờ hoa mà sáng tác ra một
phẩm kinh vô cùng vi diệu. Đó là tác phẩm được chính tay Ngài đặt cái tựa đề là Diệu Pháp Quang Minh. Cái bài này Đức Thầy sáng tác vào ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn. Thì hai ngày sau là ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn, thì người Pháp đến tổ đình để mà dời Đức Thầy đi qua Châu Đốc, rồi sau đó qua Sa Đéc. Đây là một cái cuộc là câu lưu Đức Thầy để ngăn chặn cái việc truyền đạo Đức Thầy. Nhưng mà đối với Ngài thì khó làm cho hiền thánh lung lay, chỉ tưới nước dung phân cây quý, hay là càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Do vậy mà Đức Thầy ngày 10 tháng 4 Ngài khẳng khái để chấp bút thần mà sáng tác ra một phẩm kinh được chính tay Ngài đặt cái tựa đề là Diệu Pháp Quang Minh. Thì tác phẩm này phải nói là một cái tác phẩm vô cùng vi diệu mà được Đức Thầy đặt cái đề tựa. Chúng tôi xin sơ rộng để mà giải qua cái đề tựa Diệu Pháp Quang Minh để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái bài giảng này, của cái tác phẩm này mà hôm nay chúng tôi rút ra trong tác phẩm này 4 câu. Vì diệu pháp là gì? Chữ diệu pháp đó, tức là cái pháp nó vi diệu, nó sâu màu, không thể nào dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn tả cho hết được. Chữ diệu ở đây đó, tức là muốn nói cái diệu pháp này đó, nhà Phật đó, diệu pháp của Đức Phật đó, nó ví như là một cái chiếc thuyền có công năng chuyên chở chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, cho nên người ta gọi là diệu pháp thuyền. Diệu pháp này nó ví như là cái ngọn đuốc, nó có công năng thắp sáng lên cái đêm tối vô minh của chúng sanh. Cho nên vì vậy người ta mới gọi là diệu pháp đăng. Như vậy thì diệu pháp mà quang minh, chữ quang minh ở đây đó, tức là chữ quang là sáng, mà chữ minh cũng là sáng đó quý đồng đạo. Quang ở đây tức là cái sức sáng đó, gọi là siêu nhật nguyệt. Siêu nhật nguyệt quang nghĩa là sức sáng nó vượt hẳn mặt trời, mặt trăng. Sức sáng này nó có thể soi thấu tỏ tới núi Thiết Di, tới địa ngục. Cho nên Đức Thầy nói là nghe chuông phiền não tiêu tan, bồ đề tâm mở trí tôn huệ màu, lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm, nguyện tu thành Phật chẳng lầm. Cho nên nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, Thiết Di địa ngục cũng nghe rằng. Cái sức sáng tới, thấu tới Thiết Di địa ngục. Do vậy thì sức sáng quang, tức là nói cho chỉ cho cái sức sáng từ ở bên trong. Tức là thể sáng thì tức thị quang, mà dụng sáng tức thị minh, tức là cái minh là cái sự sáng bên ngoài. Như vậy thì vỗ quang minh tức là sáng từ trong lẫn tới bên ngoài, tức là từ cái thể tới cái dụng, từ cái nội tâm lẫn cả cái ngoài, bên ngoài vật chất. Như vậy thì muốn nói là Diệu Pháp Quang Minh là một cái bài pháp mà được Đức Thầy chúng ta sáng tác để nhằm mục đích đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, đưa chúng sanh từ cái đau khổ, từ Thiết Di địa ngục mà có thể giải thoát về cảnh giới cực lạc an vui. Thì nó không thể nào hết được qua cái tác phẩm này, mà hôm nay chúng tôi chỉ gãi gọn và đồng thời rút ra 4 câu trong cái tác phẩm này, mà vừa qua chúng ta được nghe người dẫn chương trình vừa nêu lên, đó là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về tây, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Lúc hoàng hôn hay là quỳnh hôn cũng vậy, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Như thì nhờ tôi và toàn thể đồng đạo chúng ta hôm nay mình tìm hiểu qua 4 câu giảng này, mỹ Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào trong 4 cái câu giảng này. Thưa cùng toàn thể chư đồng đạo, với thánh lý Phật pháp thì rất là uyên thâm, mà phàm tâm thì nan cắt, không thể nào đem cái tâm phàm mà lường hết được cái ý của Phật thánh. Cho nên trong chỗ trình bày thì không làm sao tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao binh cao đồ của Đức Thầy cũng như toàn thể chư đồng đạo chúng ta quan hỷ và bổ chính chỉ giáo cho những gì còn thiếu sót, thì chúng tôi xin đây đầu để thọ nhận những lời chỉ giáo của toàn thể quý đồng đạo. Thì giờ đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu qua ý nghĩa 4 câu giảng này. Chúng ta tìm hiểu qua từng ý nghĩa của từng câu, và sau đó chúng ta chốt ý qua cái ý nghĩa 4 câu giảng này Đức Thầy dạy chúng ta, và sau cùng là kết luận. Thì thưa quý đồng đạo, như vậy thì Đức Thầy dạy là trời quá buổi chinh chinh vừa xế. Thì trời quá buổi ở đây là chỉ cho cái gì quý đồng đạo?
chỉ cho cái thời gian phải không? Tức là thời gian nó đã quá buổi là gì? Nó không còn là cái buổi sáng nữa quý đồng đạo, mà nó cũng không còn là cái buổi trưa nữa, mà nó đã là quá buổi rồi. Thì ở đây quá buổi tức là nó hút giờ trưa rồi, nó trở về cái giờ chiều rồi, nó xế là nó gần chiều rồi quý đồng đạo. Như thì Mỹ ở đây Đức Thầy nói trời quá buổi chứ chính giờ xế ở đây chi quý đồng đạo? À, thưa chư đồng đạo, ở đây Đức Thầy nói trời quá buổi chinh chinh vừa xế ở đây đó, là ý chỉ thứ nhất là chỉ cho cái thời gian nó nhanh chóng lắm quý đồng đạo. Cái thời gian nó trôi qua rất là mau. Mà thời gian trôi qua rất là mau như vậy thì sao? Thì cái kiếp số con người đó đi theo cái định luật đó, sanh già bệnh chết nó cũng theo đó, phải không? Trời quá buổi chim chim vừa xế ở đây, ý nói là cái thời gian nó qua rất là mau. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tiền tuần đời cũng chống đổ thai. Ở đây muốn nói là trời quá buổi ở đây chúng tôi không có phân tách về khoa học, là nghĩa là cái trời tức là nó là một cái định tinh, hay là nó là một cái trời tức là nó là một cái định tinh để rồi nó xây với cái vọng tắc cái tốc độ rất là cao để mà nó chiếu soi xuống cái trái đất của mình. Mà quý vị thấy thường, quý vị thấy mặt trời tại sao lại là mọc hướng đông mà lặn về hướng tây? Mình nghĩ rằng mặt trời nó di chuyển, chứ thật chất ra trời nó là một định tinh, nó không có di chuyển. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói ngay vào cái chỗ là ở đây Đức Thầy chỉ cho là cái thời gian của kiếp sống con người để quý đồng đạo. Tức là muốn nói rằng Đức Thầy dùng cái lối nhân cách quá, lấy cái mặt trời để chỉ cho chúng ta đây, cái cuộc sống chúng ta đây. Thứ nhất là gì? Nói về cái vô thường. Tức là hôm nay cái thời gian thay đổi nó nhanh như vậy đó. Nó thôi đưa nó nhanh như vậy đó, thì cái kiếp sống vô thường con người nó cũng nhanh. Tức là cái cảnh sanh già bệnh chết nó cũng nhanh như vậy. Cho nên trời quá buổi tức là ở đây đó, chúng tôi muốn nói rằng đó, bây giờ mình phân tách ra đó, thí dụ như bây giờ cái lứa tuổi mà khoảng 30, mình nói ngang 30, 40, 50, cái này là thuộc về là cái trời này trời trưa quý đồng đạo. Nhưng mà 50, 60, 70 cái này là nó xế nè, phải không? Nó quá buổi nó xế nè, phải không? Mà nếu mà 70, 80, 90 là cái này là chờ ít lâu cũng lặn về tay. Nếu mình nói về cái vấn đề nhân sinh quan, tức là sanh già bệnh chết. Còn nếu nói về mà cái cuộc đời con người đó thì mình không thể phân tách là cái lứa tuổi như vậy. Bây giờ con người có thể nói là nó sanh già bệnh chết nó vô thường đó, nó không phải đợi tới già đâu quý đồng đạo à, phải không? Thầy nói là đời hạ nguyên hai chết tuổi sanh như thuở trước Nhan Hồi còn trẻ. Ông Nhan Hồi mới có 20 mấy tuổi thôi mà đã qua đời rồi. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là ở đây muốn nói rằng gì? Muốn nói rằng đó là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, tức là muốn nói cái vô thường của chúng sanh mình đó. Không có phải bất luận là cái tuổi tác quý đồng đạo ơi, chứ không phải là mình phân định ra cái tuổi tác, chứ thật chắc ra nó vô thường lắm. Cho nên muốn nói rằng đó là cái xế ở đây là gì? Xế ở đây tức là chỉ cho cái cuộc sống con người đó lần lần rồi đi theo cái tuần quần của tạo hóa, tức là sanh già bệnh chết đây. Thì con người nhiều khi sanh ra, có đôi khi là sanh ra rồi lay quay rồi chết, thì đây cũng là xế rồi, thấy không? Thì chờ ít lâu cũng lặn về tay, thì sanh ra rồi mang những cái chứng bệnh, những cái cơn bệnh hiểm nghèo, rồi cuối cùng phải đi theo cái định luật, cuối cùng rồi phải là bỏ cái thân xác này, thì đây là lặn về tay. Cho nên cái danh từ trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu tức là không còn bao lâu, là lặn về tay tức là gì? Tức là khuất núi đó. Thường người ta nói là sao? Ta hỏi thăm qua lại, hỏi rồi ông già chú cái này sao rồi, khỏe không? Nói già ông già tôi khuất núi rồi về tây à, phải không quý đồng đạo? Về khuất núi về tây tức là cái danh từ chỉ cho là cái người quá cố, cái người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa thì gọi là về tây. Như vậy thì Đức Thầy ở đây ngài khẳng định cho mình thấy rằng đó là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về tây, tức là cái kiếp sống con người đây nè. Cái thời gian nó qua mau đây nè, thì con người sống lay quay rồi đây rồi cũng lặn về tây, phải không? Như quý vị mình đây là tóc bạc, đây là chờ ít lâu cũng lặn về tây đây nè, phải không? Rồi như ông cụ đây nè, bây giờ là xế luôn rồi, bây giờ là quá xế rồi, muốn gần chiều rồi, phải không đạo cụ? Như vậy thì không còn bao lâu nữa là lặn về tây,
phải không? Như vậy thì lặn về tay ở đây tức là chỉ cho cái số vô thường của mình đã đến của mình đã. Mà bây giờ Đức Thầy chỉ cho mình bây giờ thời gian nó mau lẹ, kiếp sống con người nó ngắn ngủi, nó vô thường. Mà mình nghĩ rằng cái cõi đời nó là thật không? Cho nên đó mà chúng ta cứ sống trong cái cuộc sống này, chúng ta mãn lo o bế sửa sang, cưng mài cạo gọt, cưng nó dưỡng nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, để dành thuốc thang cho nó uống, xây dựng cửa nhà cho nó ở, kiếm tìm thanh sách cho nó vui. Nhưng mà Đức Thầy dạy vẫn biết ở đời ai cũng phải lo thân. Nhưng mà cái người hiểu đạo thì sao? Nên lo vừa chừng, đừng có ích kỷ mà lo cho mình vừa giữ bích cho đời. Chừng bó sát thì có cái khác. Còn cái người mà không hiểu đạo thì bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm. Cho nên kẹp đến khi tử thần gõ cửa thì sao? Số vô thường đã đến, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê, gắt chiếu mến cõi đời, cửa nhà, con vợ, mà không làm sao sống được. Cho nên đến lúc đó thì kẻ thì phùng mang nè, trợn mắt nè, là bởi vì thương nhà, tiếc của, biết hồi nào nguôi. Bởi vì điền viên sự sản gia tài sự nghiệp mình tạo ra đây, mà bây giờ bỏ đi thì nó tiếc. Cho nên từ đó mà quyến luyến, cuối cùng phải đầu sanh trở lại cõi đời đặng hữu dụng. Cho nên cứ sanh sanh tử tử, là cứ sanh lên chết xuống sanh lên. Từ xưa tới nay tôi và toàn thể đồng đạo mình cứ vì chúng ta tham cách của cải vật chất thế gian này đây, tiền tài sự nghiệp thế gian này mình tự tưởng nó là thật. Do vậy mà chúng ta cứ sanh lên chết xuống đây không biết bao nhiêu lần rồi đồng đạo. Cứ dân thiên cổng mẹ chở vô đụng phải cái bồ, cổng mẹ chở ra, dân thiên cổng mẹ chở ra đụng phải cột nhà, cổng mẹ chở vô, cứ vậy hoài. Tức là chúng ta cứ sanh tử luân hồi mãi mãi. Cứ sanh lên chết xuống, chết xuống sanh lên mà không biết bao nhiêu lần rồi. Mà Đức Thầy nói như thế này quý đồng đạo: xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Không biết cái lần này lần thứ mấy rồi quý đồng đạo. Quý đồng đạo biết lần thứ mấy không? Chứ Đức Phật nói là vô lượng thứ là không biết lần thứ mấy. Chúng ta cứ sanh tử luân hồi là vì chúng ta mãi mê cho rằng cái cõi thế gian này nó là thật. Mà Đức Thầy Ngài đã khẳng định sao? Thế trần tạm giả gạt đời ta. Tức là nó là giả tạm, nó là vô thường, mà chúng ta cho nó là thật. Cho nên khi nọ đó thì Đức Phật đó, Ngài đang thuyết pháp với các vị tỳ kheo, lúc bây giờ Ngài mới nói như thế này. Trong kinh Bách Vụ nghe quý vị, Đức Phật nói đó: này các tỳ kheo, có một cái người này, họ đó là đi kiếm những cái sưu tầm những cái con rắn đó về để họ nuôi. Trong đó thì bốn cái con rắn, đó là một đó là con rắn nước, hai đó là cái con rắn hổ đất, ba đó là con rắn hổ mây, bốn là con rắn hổ, con rắn lửa, đó, tức là con rắn hổ lửa. Thì bốn con rắn này đó, ông này ông cứ nuôi, nuôi rồi cho ăn, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Chừng nào mà nó đánh lộn với nhau đó, nó cắn lộn với nhau đó, thì ông càng gà. Càng gà thì nuôi tới, có khi đó thì một năm cái nó xuất chuồng nó đi. Thì đầu ông đi kiếm nữa, đi kiếm bốn con rắn cũng, bốn con rắn này nữa, cũng là con rắn nước, con rắn hổ đất, con rắn hổ mây, rồi con rắn hổ lửa, đem về nuôi nữa. Nuôi nữa có khi đó là 20-30 năm cái nó xuất chuồng nó đi. Cái kiếm nữa về nuôi nữa có khi là 70-80 năm, 80-90 năm cái xuất chuồng đi nữa, mà cứ kiếm gì hoài. Đức Phật nói này các tỳ kheo, như vậy thì cái người mà nuôi cái bốn cái con rắn hổ đất này nè, cái người đó là khôn hay là dại? Thì các tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn: cái người này rất là dại, tại vì bốn con rắn này cứ nuôi rồi nó sống chuồng nó đi, nuôi rồi sống chuồng nó đi mà cứ nuôi hoài. Đức Phật nói cũng như thế đó, bốn con, cái vị mà cái người mà ông chủ mà nuôi bốn con rắn này đó, các ngươi biết đó là ai không? Các vị tỳ kheo ngơ ngác không biết là ai. Đó là các ngươi đó, các ngươi là ông chủ nuôi bốn con rắn đó đó. Cứ nuôi, cứ là, tức là gì? Con rắn nước là gì? Chỉ cho là cái trong cơ thể chúng ta đây, bốn cái chất đây: đất, nước, gió, lửa đây, phải không? Tức là chúng ta nuôi bốn cái chất này đây, đất, nước, gió, lửa đây. Khi nào nó cắn lộn với nhau đó thì can là sao? Khi nào mà trong mình mà cảm thấy quể quải này kia nọ, gió nó nhập vô là con rắn, tức là cái con rắn này, con rắn hổ mây đây, nó nhập vô thì phải mua thuốc cho nó uống. Khi nào mà chúng ta bị nóng sốt thì đây là con rắn, con rắn là hổ lửa, nó nhập vô đây phải mua thuốc, phải can thiệp, thấy không? Rồi cho nó ăn, rồi cho nó uống, lây quay nó sống chuồng. Sống chuồng là gì?
tức là bỏ cái xác thân này rồi đi tìm cái, tức là khi bỏ cái xác thân này rồi đó thì cái nghiệp á, tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà chúng ta tu tập. Mà nếu như chúng ta tu tập mà có tạo nhiều cái phước, chúng ta tu tập mà đạt đến cái chỗ là chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có tu tập đó, thì chúng ta không còn tìm bốn cái cố gắng này nữa. Mà ngặt con cái chúng ta đã tu tập mà không đạt được đến cái chỗ giải thoát an lạc đó, chúng ta còn mê chấp thế gian này thì sao đi tìm bốn con rắn này nữa. Tức là cái nghiệp nó cuốn lôi, nó dẫn mình đi. Cho nên tìm bốn con rắn này nữa, tức là chúng ta đầu sanh trở lại cõi đời đặng hưởng dụng nữa, cứ sanh tử luân hồi mãi mãi. Còn chúng ta đã tu tập mà khi quán chiếu tư duy tu đúng là Phật dạy rồi thì sao, chúng ta không tìm bốn con rắn này nữa, mà chúng ta trở về bên kia, đó là thần thức nhập thai sen tinh hảo. Nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh, thân thiện thân công đức hiền lành. Do đó mà chúng ta, vì từ xưa đến nay chúng ta chấp cái cõi đời này nè, cái thân này nè quý vị, cho nó là thật. Mà Đức Thầy dạy là thế trần tạm giả, gạt đời ta, nó gạt mình mà mình không hay. Do đó từ xưa tới nay chúng ta cứ lo cho nó. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy Ngài cảnh tỉnh cho mình thấy được rằng cái cõi đời này nó là xác thân là vô thường, mà của cải thế gian nó là giả tạm của trong đạo. Vì vậy mà Đức Thầy Ngài đã đánh thức mình, cảnh tỉnh mình nhiều chỗ lắm của trong đạo, nói không có hết. Chúng tôi chỉ đưa ra vài chỗ để chúng ta thấy được rằng cái cõi đời này nó là giả tạm. Đức Thầy dạy chỗ này đây: con phù du hẳn thờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thay chết héo chết khô. Nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Nếu mà chúng ta không học qua giáo lý Đức Thầy, không tìm hiểu qua lời dạy Đức Thầy, mình đâu có thấy rằng mình đeo đuổi vật chất tiền tài sự nghiệp thế gian này nó nguy hại, nó đau khổ như thế nào, phải không? Nhưng mà khi mình đọc qua cái đoạn văn này, mình thấy rằng con phù du hẳn hờ nào biết, tức là Đức Thầy dụng cái lối nhân cách quá, lấy cái con phù du để cho mình thấy rằng đó là cái kiếp sống con người ở đây như chẳng khác nào như con phù du vậy. Mình chạy theo vật chất tiền tài thế gian rồi, rồi cuối cùng thì lao mình vô trong cái ngọn đèn, rồi cuối cùng đó là như con thiêu thân thôi. Cho nên hẳn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thay chết héo chết khô. Nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, tức là mồ phù vũ là độc chạy ra, đúng không đạo ạ? Chứ mồ phù vũ là tức là cái mồ của con phù vũ á, nó chết trong cái hồng đèn. Quý vị mà ngày xưa mình xài đèn dầu mình thấy nó chết trong này, thì muốn nói rằng ở đây Đức Thầy chỉ cho mình thấy rằng cái tai hại của cái người mà sống mà mình không biết rằng cõi đời thế gian nó là giả tạm vô thường đó, thì mình cứ chạy theo đó rồi cuối cùng chúng ta chẳng khác nào như con thiêu thân thôi. Thì cuối cùng rồi thì gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến được một bước. Cuối cùng rồi thì chung cuộc chỉ ban câu thất vọng, xong đời ghi chắc mối sầu u thôi. Cuối cùng rồi thì nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước thở còn. Do nơi đó mà hôm nay Đức Thầy chỉ dạy chúng ta cho chúng ta thấy rằng là trời quá buổi, chinh chinh vừa xế rồi, chờ ít lâu cũng lặn về tây, tức là cái kiếp sống con người không có bao lâu, nó ngắn ngủi, nó vô thường lắm. Vì vậy mà hôm nay chúng ta phải ý thức giác ngộ được cái cõi đời nó là vô thường, là giả tạm, là khổ đau, để chúng ta mới chuyển hóa thân tâm của mình, để mà bỏ mê về giác, bỏ dữ về lành. Do đó mà nếu chúng ta không thấy được cái chỗ này đó, thì chúng ta cứ tạo nhiều cái nghiệp tội lỗi, cuối cùng chúng ta bị sanh tử luân hồi. Vậy thì cái ý thứ nhất Đức Thầy dạy chúng ta là trời quá buổi, chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về tay. Hai cái câu này là Đức Thầy muốn nói chỉ cho chúng ta về cái vô thường của nhân sinh quan của con người trong cái cuộc sống này. Và cái ý thứ hai đó là muốn nói về cái vũ trụ quan, thế giới quan, thì muốn nói rằng là cái cõi đời này với đồng đạo. Cõi đời này như thế nào với đồng đạo? Căn cứ vào cái lý tam quân của nhà Phật thì đây muốn nói là theo cái chu kỳ của lý tam quân thì chúng ta sống đây là trong cái buổi cùng cơ mạt pháp với đồng đạo. Cho nên mới gọi là chinh chinh vừa xế, chờ anh lâu cũng lặn về tay đấy. Bởi vì theo cái lý tam quân đó thì phân ra đó là một là thượng quân, hai là trung quân và ba là hạ quân. Mà trong thượng quân thì nó có là thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, rồi trung quân thượng, trung quân trung, rồi trung quân hạ, rồi hạ quân thượng, hạ quân trung, rồi hạ quân hạ. Như vậy thì tôi hỏi đồng đạo mình sống ở đây đó,
trong cái giai đoạn này là mình sống trong cái thời buổi của giai đoạn nào? Của Hạ Quân gì? Hạ Quân Hạ đó quý đồng đạo à. Tức là cái giai đoạn cuối cùng của Lý Tam Quân là Hạ Quân Hạ, mà chính Đức Thầy khi ra đời mở đạo Ngài đã nhấn mạnh đó là gì? Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ giá cát. Và chính trong bài thi văn đầu tiên đó là cái bài Lỗ Chúc Cơ Quyền, Đức Thầy cũng đã nhấn mạnh cho mình thấy đây: trần thế lợi danh dắt mộng càng, sao núi đồng đạo đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng hiền từ cứu thế gian. Vì Đức Thầy ra đời năm Kỷ Mão 1939 là Ngài cho biết là cùng cuối của vua Hạ Quân rồi quý đồng đạo. À, như vậy thì cái chu kỳ của Lý Tam Quân theo cái gọi là cái vũ trụ quan đó, thì tức là hỡi xây dần, tức là trời đất xây dần. À, thí dụ như đó là Thượng Quân rồi xuống Trung Quân rồi xuống Hạ Quân rồi cuối cùng Hạ Quân rồi quay trở lại Thượng Quân lại, tức là nó xây dần như vậy hoài, không bao giờ cùng. Như vậy thì cứ luân lưu nó xây thay đổi như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta sống trong cái giai đoạn này là cùng cuối của buổi Hạ Quân. À, như vậy thì cái trong cái buổi Hạ Quân này sao? Người thì tâm trí tối đen, mà đời thì lắm ma dương phế rối. Cho nên Đức Thầy mới nói là đời cùng tiên Phật hạ phàm gian là vì lòng từ bi mà Đức Phật phải ra đời để cứu độ chúng sanh trong cái thời cùng cơ mạt pháp này. À, do đó thì hôm nay Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là trời quá buổi chinh, chinh vừa xế chờ ít lâu cũng lặn về Tây. Tức là không còn bao lâu nữa là nó sẽ xây trở lại, lặp lại cái đời Thượng Quân. Vì vậy cái đời Hạ Quân hết rồi thì trở lại cái đời Thượng Quân. Tức là cái thay đổi của cái tuần quần, của tạo hóa của cái Lý Tam Quân nó là vậy. À, như vậy thì qua cái sự tìm hiểu, qua hai cái câu giảng Đức Thầy chỉ dạy chúng ta, thứ nhất là chúng ta hiểu được rằng Đức Thầy muốn đánh thức chúng ta, muốn cảnh tỉnh chúng ta về cái lý vô thường. Thứ hai là về cái Lý Tam Quân, tức là chúng ta sống đây là trong cái thời kỳ cùng cơ mạt pháp rồi. Cho nên chúng sanh phước mỏng, nghiệp dày, tình sâu huệ cạn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta sống trong cái thời buổi này là cái cây Hạ Quân nó đã tàn rồi, cái trái Hạ Quân nó sắp rụng được quý đồng đạo. À, vì vậy mà để lập lại cái đời Thượng Quân. Do đó thì hôm nay chúng ta qua cái lời dạy Đức Thầy, do vậy thì chúng ta tìm hiểu được qua hai cái câu giảng này rồi thì sao? Tiếp theo Đức Thầy dạy sao? Lúc Quỳnh Hôn, tức là cái giai đoạn cùng cuối của buổi Hạ Quân mà pháp, chỉ cho là lúc Quỳnh Hôn đèn trí soi đầy. Tức là Quỳnh Hôn là gì? Quỳnh Hôn tức là cái trời tối đó quý đồng đạo. À, trời đã lặn rồi, bây giờ tối rồi thì phải đèn trí soi đầy. Như vậy thì muốn nói rằng cái thời cùng cơ mạt pháp, à, chúng sanh trong cái giai đoạn là phước mỏng nghiệp dày tình sâu huệ cạn đây, thì đèn trí soi đầy tức là chỉ cho gì? Nhiều cái mối đạo ra đời, nhiều cái mối đạo ra đời, gọi là tam thiên lục bá giáng lâm trần, hay là tam thiên lục bá khắp tràng hại dân. Như thì ở đây đèn trí soi đầy ở đây tức là muốn nói là nhiều cái mối đạo ra đời lắm quý đồng đạo. À, như vậy thì đèn trí soi đầy hết, họ cũng ra đời, họ cũng xưng họ là Phật, là tiên, là thần, là thánh, họ cũng xưng họ là đèn trí, thấy không? Ra đời rồi họ xưng họ là đèn trí, họ xưng họ là Phật, là thánh, là thần, thì đây gọi là đèn trí soi đầy đây. Nhưng mà Đức Thầy dạy chúng ta là phải tìm nẻo thẳng. À, như vậy thì đèn trí soi đầy ở đây tức là muốn chỉ cho chúng sanh sống trong thời cùng cơ mạt pháp đây nè, thì nhiều cái mối đạo ra lời lắm quý đồng đạo. À, hôm nay chúng ta thấy rằng đã đối với người tín đồ Phật giáo hảo, mình quy theo giáo lý Đức Thầy rồi đúng quý đồng đạo. À, nhưng mà hiện nay đó thì nếu chúng ta không khéo đó, mình trở thành là cái người vong sư phản đạo, không khéo là mình trở thành là cái người từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Nếu mình không khéo là mình là cái người mà tâm đạo mà mình lại toan phụ thầy, mình nghĩ rằng mình hết lòng vì đạo, mình tu tập theo đạo, nhưng mà cuối cùng coi chừng chúng ta làm sai đi cái lời Đức Thầy chỉ dạy của đồng đạo. Sai là như thế nào của đồng đạo? Ở đây Đức Thầy chỉ dạy chúng ta đó, tức là lúc Quỳnh Hôn đèn khí sôi đầy, tìm nẻo thẳng, tức là Thầy dạy cho mình cái con đường để mình thấy được là phải tìm cái nẻo thẳng. Còn nếu như chúng ta tìm cái nẻo mà cong đó là nguy hiểm vô cùng.
Bởi vì thầy nói néo công là néo nào với đồng đạo? Khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt. Sao nữa? Đừng để cho quỷ dắt đường công. Nếu mà chúng ta đi cái nẻo công đó là đi theo cái con đường tà đạo. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy chỉ dạy chúng ta đó là lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tức là chỉ cho là nhiều cái mối đạo ra đời họ xưng lắm. Quý vị nghĩ coi đó, là họ xưng đó nhiều khi họ dựa vô, họ cho rằng đó là được Đức Thầy chỉ điểm cho họ để họ truyền đạo. Bởi vì nếu mà họ tự xưng họ là Phật ra đời thì có lẽ không ai tin, cho nên họ dựa vô họ là đệ tử Đức Thầy. Mà quý vị nghĩ coi đó, cái người mà muốn khóa đạo đó, thì ngày xưa Đức Phật đó, khi mà Ngài chứng đạo rồi thì sao? Quỷ dương nó đến xin quy y. Nhưng mà quy không phải là quy để mà nó tu, mà quy để mà nó theo nó khóa đạo. Cho nên Đức Thầy nói nè, ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình giải dỗ. Hồi thật hỏa trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó rẹo hoài mà cũng không rúng động đăng ngài, nên cố quán khóa đời mãi mãi. Cho nên cố quán khóa đời mãi mãi. Do vậy mà xin quy theo đạo để mà nhằm mục đích để mà khóa đạo. Do vậy thì chúng ta thấy rằng đó, họ dựa vào họ là đệ tử Đức Thầy à. Họ xưng họ là đệ tử, họ nói là ở đây là tín đồ, còn được Đức Thầy nâng lên cho họ một vật, họ thành đệ tử rồi. Đệ tử họ dựa vô là họ đệ tử là cái người là được Đức Thầy nâng lên để mà truyền đạo, và Đức Thầy dẫn cho một cái bí quyết là chỉ cho để tu để thành đạo mau lắm. Dám khẳng định rằng đó là quý vị biết là cái người nào mà hạ cơ thấp nhất đó là tu trong vòng 7 năm mà theo họ là tu trong vòng 7 năm là đắc đạo. Còn cái người mà trung cơ đó thì tu trong vòng 7 tháng là đắc đạo thành Phật. Và cái người mà thượng căn đó là tu trong vòng 7 ngày là thành Phật. Quý vị nghe thấy ham không? Dám khẳng định ngày giờ, dám khẳng định là cái trình độ người nào tu như thế nào là đắc đạo. Và đồng thời còn nói rằng đó là thầy nói là đến chừng đó thiên la lứ bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Nói không biết là ở đâu lứ bủa, chứ ở nhà tôi là thiên la lứ bủa, địa giống lứ bủa giáp cái nhà tôi hết. Dám nói vậy quý vị, là quỷ dương nó không dám vô. Nhà tôi là thiên la lứ bủa rồi đó, là hễ mà con quỷ đó mà nó hiện ra thành con gà đó thì lứ nó tớp là nhỏ hơn con gà. Nói theo kiểu như là cái người bình thường à, cho nên nó không bay vô được. Mà hễ con quỷ mà nó hiện ra nó nhỏ là thành con gùi đó thì cái lứ nó tớp là thành con gùi. Cái hễ mà thành con chim thì cái lứ nó tớp là nhỏ hơn con chim, cho nên vô không có được. Quý vị vậy đó mà người ta tin, người ta chạy theo. Hiện nay là tôi nói hiện nay luôn, chạy theo gần gần. Nói chung bữa nay tôi hội trường này tôi dám đứng lên đây để nói, tôi không có sợ, là tại vì mình vì thương thầy vì đạo quý ông đạo. Nhiều khi nhiều người tin chạy theo, mà thầy nói là ai ham linh theo nó tập tành thì xa cạm bẫy khó mong sống sót. Xa vô đó rồi là không có lọt được quý ông đạo à. Bởi vì đó là nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê, thuốc lú, mê hồn chúng sanh, thành binh xoáy đậu cũng gành. Nếu tin thì ắt tan tành vì sao? Nếu tin rồi là không còn gì hết. Bây cho nên thầy dạy là ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài khoe, ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải giới mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh mới khoa lâm khó hình. Tôi hỏi quý vị mình à, bây giờ trong nhà mình có kim cương, mình có đồ cổ quý, có khi nào quý vị phe ra không? Có ai phe không? Có cổ quý người ta cắt ở bên trong, người ta không phe. Còn cái cổ mà không quý rồi mới phe quý đồng đạo à. Cho nên nó không phải là vàng thiệt rồi thì phe vậy đó, chứ vàng thiệt thì người ta không có phe đâu, phải không? Do đó mà những cái người xưng này khi nọ đó là đều là chỉ dựa vào đó để mà lôi kéo một số tín đồ để rồi mình chạy theo. Cuối cùng rồi chúng ta đó chạy theo rồi ham linh ham nghiệm sẽ em ăn nghèo thôi. Do vậy thì chúng ta thấy cái chỗ này để chúng ta làm sao mỗi đồng đạo chúng ta nên cảnh giác. Mình hôm nay hiện nay đó, quý vị biết rằng đó là trên cái YouTube đó thì nó nhiều thứ trên đó lắm, mà chúng ta không có kiểm soát, không dựa vào tôn chỉ giáo lý thầy đó thì chúng ta dễ dàng để mà tin theo nó quýt đạo à. Nếu mà mình không dựa vào cái tôn chỉ giáo lý thầy, họ cho rằng họ chứng đắc, họ cho rằng là họ có thể thuyết pháp cho chư thiên là từ trên trời cho nó xuống mà lớp lớp hàng hàng để mà nghe họ thuyết pháp. Quý vị nghĩ coi à, như vậy thì rồi họ dám nói rằng là tử thần học bắt họ không được nữa. Ngày xưa đó là bốn vị này đã tu chứng ngũ thông rồi đó. Một ông thì là bay trên hư không á, không có đụng trời, không đụng đất. Một ông thì chẻ núi Tu Di để mà vô trong núi Tu Di khép đá lại. Một ông thì chui xuống dưới biển dưới là không có đụng đất, không có nổi lên mặt nước. Một ông thì lén vô giữa chợ đó để tử thần không có thấy bắt, là chứng ngũ thông rồi.
Nhưng mà đến 7 ngày đó thì tới số thời khắc hôm nay ngã ra. Tự nhiên ở trên trời thì rớt xuống chết, dưới nước trồi lên chết. Rồi ở trong đá thì núi khép lại chết, ở giữa chợ thì ngã ngang chết. Tại vì tới số rồi, Diêm Vương chú định tam canh tử, định bắt lưu nhân đáng ngũ canh. Mà ông dám nói là tử thần đến kiếm ông mấy lần mà bắt ông không được. Tôi nói cái này đó phải nói là làm để nói cho những cái người nhẹ dạ nghe theo để mà tin thôi. Vì vậy mà chúng ta hôm nay là cái người tín đồ Phật giáo bảo, chúng ta phải tuyệt đối trung thành với giáo lý Đức Thầy. Tôi nói thí dụ đi, bây giờ hiện nay thí dụ như có một ông Phật thiệt luôn mà xuất hiện ra để mà dạy đạo cứu đời mà kêu mình theo, tôi cũng không theo đó. Và tất cả đồng đạo mình cũng vậy luôn. Tôi nói thí dụ như có một ông Phật thiệt ra đời đi nữa, bây giờ kêu mình quy theo mình cũng không theo. Là lý do sao vậy? Hôm nay mình đã quy với Đức Thầy, mình là Phật rồi. Mà Phật thì Phật giống nhau, Pháp thì Pháp giống nhau, phải không? Đâu có khác mà mình đi quy theo chi. Cho nên hôm nay mình đã quy với Đức Thầy, mình là một vị cổ Phật, mình phải quyết định, khẳng định xác quyết một cái niềm tin. Đức Thầy mình là một vị cổ Phật, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Tức là Đức Thầy mình là một vị cổ Phật trở lại đây đây. Mà Ngài là một vị cổ Phật gọi là Kim Sơn nữa. Kim Sơn Phật cái dáng sanh đành rành. Do đó thì hôm nay chúng ta phải nói là mình hôm nay là đệ tử của Đức Thầy. Là mình làm được quy với một ông Phật rồi quý đồng đạo, là phải nói là mình hạnh phúc vô cùng. Chắc ăn bảo đảm 100% là chúng ta quy với Phật, nhất định là chúng ta làm y theo lời chỉ, thì cuối cùng chúng ta được gặp Thầy, gặp Phật. Đó là cuối cùng chúng ta được đắc đạo giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta làm sai lời Đức Thầy mà chúng ta còn chạy theo đòn này đòn nọ, đó là chúng ta không thẳng đường đó. Không tìm nó thẳng đó, chúng ta còn quẹo qua quẹo lại, tìm néo thẳng đi về cực lạc. Mà mình còn đó là quẹo qua quẹo lại, còn tin đầu này còn là tin đầu kia, là đó là chúng ta chưa hết lòng đối với một cái vị Phật mà mình đã quy y. Mà tôi hỏi quý vị nè, bây giờ thay vì một cái cô thợ may mà cô này đó, cái người này đã muốn học với cái cô thợ may này, mà người này là cố gắng để làm sao mình được có cái người thợ may, mình hết lòng để mình học, thì cuối cùng cái cô mà hết lòng học với cô thợ may này, cuối cùng cái cô này thành người không? Thành cái người thợ may không? Nhất định là thành, phải không? Như cái anh này, anh cố gắng để mà anh học để trở thành cái người kỹ sư, trở thành cái người bác sĩ, thì nhất định là học với cái ông bác sĩ, thì cuối cùng anh này là trở thành bác sĩ. Có cái anh này quý vị, gia đình nghèo lắm. Tức là tôi coi trên cái bốn sự gần đây thôi, mới có khoảng tháng này thôi, tôi quên cái tên anh Tuất rồi. Tức là ảnh là ở tại là Cà Mau, gia đình rất là nghèo, nhưng mà ảnh ham học để trở thành cái người bác sĩ đi cứu đời. Khi lên là cha mẹ cho lên trên là Cần Thơ để học đó, quý vị biết là có hai cầm, có 2 triệu bạc thôi. Mà nào là tiền mướn nhà trọ, tiền chi phí, tiền đóng học bổng, nói chung tiền đủ thứ hết. Nhưng mà anh đó là vừa học rồi giờ gánh giờ nào là chạy ra đi làm mướn cho người ta, tức là chạy bàn, chạy đi là cà phê được kia, theo những cái quán rồi kia nọ, chỗ nào có tiền là anh làm. Nhưng mà cuối cùng đó là quý vị biết là anh làm nên sự nghiệp là trở thành là một cái người giỏi, bác sĩ giỏi trong cái khoa là về đó là cứu chữa về cái bệnh tim mạch. Là anh cứu chữa không biết bao nhiêu là những bệnh nhân là đang là trong cơn nguy kịch đó, thì được anh đều cứu chữa, là được đài là truyền hình đưa lên đó, là anh là một cái bác sĩ rất là tài giỏi, và đồng thời anh là một người bác sĩ rất là có tâm đạo. Trong khi gia đình thí dụ như đó là vợ con này kia nọ, có đôi khi là anh bỏ luôn, không gì về nhà luôn, để mà bệnh nhân đang chần chờ, đang chờ cứu đây. Cho nên anh là có khi là nhiệt tâm là làm suốt cả đêm, cả ngày lẫn đêm, không có quan tâm gì tới gia đình, với cái tâm quyết của anh vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái người nghèo nhưng mà cố gắng đi học trở thành bác sĩ, cuối cùng cũng thành tựu được một người bác sĩ giỏi. Thì hôm nay chúng ta là người tín đồ của Đức Thầy, chúng ta là một vị Phật, thì mình hôm nay dù cho mình tu dở tu tệ gì, nhưng mà mình quyết tâm là một đệ tử của Đức Thầy, trung thành với Đức Thầy tu tập, thì cuối cùng chúng ta cũng được thành đạo. Do vậy thì hôm nay tôi quả quyết rằng là tôi và toàn thể đồng đạo mình, là dù cho có ông Phật xuất hiện ra đời đi nữa, nhưng mà mình cũng không nên tin, không nên nghe theo nữa. Mình đã là quy với Đức Thầy rồi. Quý vị mình có đồng ý chỗ này không? Nhất định là chúng ta đồng ý với đồng đạo, phải không? Vì mình đã quy với Đức Thầy, mình là Phật rồi. Do vậy thì hôm nay chúng ta qua lời chỉ dạy Đức Thầy, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng. Tức là chúng ta phải tìm cái nẻo thẳng. Bởi vì trong này đó là lúc quỳnh hôn thì đèn trí soi đầy, ai cũng xưng là Phật là Thầy. Nhưng mà hôm nay may mắn vô cùng, tôi và toàn thể đồng đạo mình quy được Đức Thầy, chúng ta là một vị Phật rồi.
Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, mà hôm nay may mắn nữa là tôi và toàn thể đồng đạo mình là lại là có được thân người gặp được Phật pháp mới là một cái điều phải nói cơ may vô cùng rồi. Do vậy thì chúng ta phải nói là một cái đời này chúng ta đã quy được con Phật rồi thì chúng ta không bao giờ thối chí nản lòng, không bao giờ bỏ đạo thôi tu, dù gặp cái hoàn cảnh trái nghịch, dù gặp cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng mà chúng ta đã thấy được cái lợi ích khi mình đã quy với một con Phật thì không bao giờ thay đổi, không bao giờ là bỏ đạo, không bao giờ đó là có một cái ý nghĩ để mà chúng ta đó là bỏ đạo này theo đạo khác. Vì mình là một người hiểu được qua lời dạy Đức Phật, và đồng thời mình có được một cái nhận thức qua giáo lý Đức Thầy, cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình đối với đồng đạo: đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta vội vàng theo đạo ấy thầy ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý như thế nào. Đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật, mình chưa hiểu ông Phật như thế nào, và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, càng tu càng thờ bao nhiêu thì càng tỏ cho thiên hạ thấy rõ ta mới tính bao nhiêu. Đó là do nơi gì mình thấy người ta tu quy theo đông, mình chạy theo mình tu, chứ mình chưa hiểu giáo lý, chưa hiểu Đức Phật dạy mình như thế nào, thì đó là chúng ta trở thành là cái người mê tín quý đồng đạo. Do vậy thì mình không có vững được cái niềm tin đối với đạo, đối với thầy. Còn nếu như mình là người đã quy theo đạo, mình xác quyết được Đức Thầy mình là Phật, và mình hiểu được qua lời Phật dạy, từ cách ăn cách ở nói chung là dạy đầy đủ hết, không thiếu sót gì hết, thì như vậy thì mình có đủ cái niềm tin, có đủ một cái điều kiện để chứng tỏ rằng là mình là một cái người tín đồ có hiểu biết về giáo lý. Cho nên mình một lòng một đời một đạo, sống sanh ra phận ra ngoài một đời một đạo đến ngày chúng thắng. Bây giờ Đức Thầy mình dạy đầy đủ hết, dạy tận tường chẳng chút nào sai, thương sanh chúng tỏ bài quá kỹ, bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khắc cục. Tức là bao nhiêu cái tâm não là bao nhiêu cái trí tuệ của Phật, Đức Thầy đều là gom góp vô thành cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý để lại cho mình hôm nay đây. Tức là cuốn sấm giảng thi văn giáo lý đó là một cái kho tàng pháp bảo vô giá, mà mỗi người đồng đạo chúng ta lấy đây nó là cái bản đồ, là la bàn, là kim chỉ nam để đưa mình đến chỗ cố cánh. Thì ngoài ra những cái kinh sách khác, những cái lời luận điệu khác, những cái gì đó bên ngoài chúng ta không nên nghe theo, không nên chạy theo, nếu mà nó không đúng phù hợp với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Mình cứ căn cứ trên nền tảng giáo lý qua lời dạy Đức Thầy để mà chúng ta xác quyết một cái niềm tin vững mạnh như vậy quý ông bà, để mà chúng ta một lòng tu tập thì cuối cùng chúng ta thành đạo giải thoát. Còn nếu không đó thì chúng ta đó là vì cái trong cái việc tu tập mà chúng ta vì chạy theo thiên cơ thời cuộc, vì là chúng ta chạy theo cái vui mà chúng ta tu đó, thì cái điều này là chúng ta không bao giờ vững chắc trên bước đường tu tập được. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao mình khi quy theo đạo, khi chúng ta quy theo Đức Thầy thì chúng ta phải cố gắng để rồi làm sao chúng ta học giáo lý, hiểu giáo lý. Chẳng hạn như hôm nay mà ban tổ chức mà tổ chức cái buổi thuyết giảng giáo lý như thế này là một cái điều hết sức là bổ ích để mà giúp cho đồng đạo chúng ta, giúp cho tôi và đồng đạo chúng ta để cố gắng chúng ta phát huy qua lời dạy Đức Thầy, để chúng ta lấy đó vững một cái niềm tin tu tập không bao giờ thay đổi, dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn giữ như kiền ba chăng. Dù cho người ta nói tu đắc đạo sao sao, cái đó là chuyện của người ta. Mình là người tín đồ Phật giáo hảo, mình phải căn cứ vào giáo lý Đức Thầy để mà mình tu tập với đồng đạo. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy ở đây, tức là có nhiều cái mối đạo, nhiều cái là người họ xưng lên họ là Phật, là tiên, là thánh gì đó, cái đó là cái chuyện của họ. Hôm nay mình là người tín đồ, chúng ta phải làm sao cố gắng chúng ta tu theo giáo lý Thầy. Như vậy thì đèn trí soi đầy, hôm nay chúng ta tìm nẻo thẳng đó là gì? Tức là đi theo tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, đi theo lời dạy của Đức Phật Đức Thầy, đó là tìm nẻo thẳng. Như vậy thì cái nẻo thẳng ở đây là gì quý vị? Nẻo thẳng ở đây tức là cái con đường tắt, bởi vì cái nẻo thẳng là cái con đường tắt của đồng đạo à. Mà cái nẻo thẳng tức là gì? Nẻo thẳng tức là nó không cong quẹo, từ khi chúng ta phát tâm tu cho đến ngày cuối cùng chúng ta không bao giờ quẹo theo cái hướng khác, gọi là nẻo thẳng. Mà Đức Thầy dạy làm sao? Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhỏ bán. Bay về một đàn là gì quý vị? Một đàn tức là một đường, một đàn tức là không phải là đàn là đông nha quý đạo, mà chữ đàn ở đây là đường. Bay về cực lạc một đường tức là đi một con đường, một con đường thẳng. Mà con đường thẳng đó thì ở đây đối với người tín đồ Phật giáo hảo mà được Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là
là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc ở đây. Tức là ý chỉ Đức Thầy dạy chúng ta là qua cái phương pháp tu tập pháp môn niệm Phật. Tức là chúng ta tìm nẻo thẳng đi về cực lạc không gì hơn đó là chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó quý đồng đạo. Đó là cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật. Đó là cái con đường thẳng tắt để đưa chúng ta về cái cảnh giới cực lạc. Bởi vì cái con đường thẳng này đó, là qua cái pháp môn niệm Phật này đó, nó có những cái công năng hết sức là thù thắng với đồng đạo. Một là gì? Đối cơ đệ nhất. Hai là gì? Dị hành đệ nhất. Ba là quảng độ đệ nhất. Và bốn là cứu cánh đệ nhất. Cho nên đây là cái nẻo thẳng để chúng ta đi về cực lạc. Như vậy thì tìm nẻo thẳng ở đây tức là cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta mỗi đồng đạo từ xưa tới giờ mình niệm Phật với đồng đạo. Nhưng mà mình có hiểu được cái pháp môn niệm Phật này như thế nào để chúng ta tìm cái con đường thẳng đi về cực lạc. Có đôi khi chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ở nhà mình cúng, mình ngồi mình niệm Phật, cái đứa cháu nó hỏi cho cha, đứa cháu nó hỏi cho ông nội, ông nội, ông niệm Phật này mà niệm Phật chi ông nội? Nó niệm Phật đấy thành Phật mày, mà thành Phật thì niệm sao thành Phật ông nội? Nó mày lu bu quá thì niệm Phật đi thành Phật. Nhưng mà mình không biết cách để giải thích cho cháu mình hay là cho con mình nó hiểu được là cái cách niệm Phật như thế nào đó cho đúng để được thành Phật mới đi vào cái nẻo thẳng. Chứ đôi khi những người, nhiều người cũng đồng thời niệm Phật, nhưng mà có đôi khi chúng ta niệm Phật không đúng cách thì nó chưa phải là nẻo thẳng đâu quý đồng đạo. Có người đó thì cúng giấy, nhiều khi cúng giấy cái chuyện ở đâu á nó không phải gì hết, nhưng mà cũng là niệm Phật vậy. Thay vì lỡ cục đá vậy xá xá rồi cũng niệm Phật vậy, phải không? Do đó thì chúng ta phải hiểu được cái niệm Phật bằng một cách chánh tín mới được. Vì chúng ta hiểu được cái công năng của pháp môn niệm Phật là nãy giờ chúng tôi trình bày đó, là thứ nhất là dị hành đi, đối cơ đệ nhất, tức là trình độ căn cơ nào niệm Phật cũng được hết. Thấp cao các bậc trơ chày, kẻ ngu người trí nghe thầy giải khuyên, tức là muốn nói là trình độ căn cơ nào cũng thực hành các pháp môn này được hết. Cho nên gọi là đối cơ đệ nhất, tức là già trẻ trai gái gì cũng đều thực hành pháp môn này được hết. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Như vậy thì cái pháp môn này nó rất là dễ, phải không quý đồng đạo? Như vậy thì trai gái trẻ già đều thực hiện được cái pháp môn này được. Thứ hai là cái pháp môn này gọi là gì? Dị hành đệ nhất. Dị hành đệ nhất là sao quý đồng đạo? Tức là dễ hành. Dễ hành là sao? Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật à, nó không cần gì khác hơn, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật à, mà cuối cùng chúng ta được trực giảng Tây Phương. Cho nên gọi là dị hành đệ nhất. Cái thứ ba là quảng độ đệ nhất, tức là nó rộng độ năm loài. Từ cái gọi là gì? Từ cái súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi Atula, rồi thần, rồi trời người, tức là rộng độ năm loài. Cho nên gọi là quảng độ đệ nhất. Mà Đức Thầy nói là, Đức Thầy dạy đó là gì? Dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về để an dưỡng. Như vậy thì gọi là quảng độ đệ nhất. Và cuối cùng là cứu cánh đệ nhất, tức là gì? Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt buộc luân hồi. Cho nên từ chỗ đó, từ chỗ đó mới gọi là tìm nẻo thẳng nè, đi về cực lạc. Tức là chỉ một kiếp chúng ta được trực giảng Tây Phương thông qua cái lộ trình đó là chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật. Nhưng mà chúng ta niệm Phật phải hiểu được, thứ nhất là gì? Hiểu được cái từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào, tức là chúng ta hiểu được cái nghĩa của cái câu niệm Phật này. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu được cái công năng của cái pháp môn niệm Phật này. Cái thứ ba là chúng ta hiểu được cái cách niệm Phật. Và cái thứ tư là cái phương pháp niệm Phật như thế nào cho nó đúng. Như vậy thì qua những cái điều chúng tôi sơ lược vài cái yếu tố cho nó rất là nhiều quý đồng đạo. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được cái từ Nam Mô A Di Đà Phật là gì không? Nam Mô đó nó có 6 cái nghĩa. Đó là cung kính, kính lễ, cầu ngã, cứu ngã, độ ngã, quy y. Còn A Di Đà Phật tức là nó là cái nghĩa gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang. Sau này người ta dịch thêm là vô lượng công đức. Như vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang tức là gì? Tức là hào quang vô lượng, mà vô lượng thọ là tuổi sống vô lượng. Như vậy thì hôm nay chúng ta niệm Phật, cái mục đích là gì? Hiểu được cái nghĩa của cái từ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là
Nam Mô A Di Đà Phật là con kính lễ Phật, cung kính Phật, cầu Phật cứu con, độ con được tuổi sống như Ngài, được hào quang như Ngài, được về cảnh giới của Ngài. Thì cái phương pháp niệm Phật của mình là để cầu Phật cứu mình, độ mình nhờ tha lực, để mà mình được tuổi sống như Phật, được hào quang như Phật, được về cảnh giới của Phật. Đó là cái y thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta niệm Phật phải biết được cái công năng của cái pháp môn niệm Phật này. Tức là cái công năng của phương pháp niệm Phật này là để chúng ta diệt vọng, để chúng ta quần chơn. Chứ không phải niệm Phật mà mình tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya mà muốn giật đồ cơm của người là niệm Phật này nó không có trúng đâu quý đồng đạo à. Phải không? Hay là thầy nói là thương đời như giá bút kim, mãn lo tranh đoạt thù hiềm với nhau, đến chừng có ốm có đau, gian mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho? Phải không? Vì niệm Phật cái này cũng không có đúng nữa. Hay là chỗ khác cái thầy dạy sao? Thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật. Sao quý đồng đạo? Nhỏ to làm gì, tức là thị phi đó quý đồng đạo. Cứ to nhỏ với nhau, nói cao thấp hơn thua, rồi đâm qua chích lợi, chọt qua chọt lợi, cứ như là lưỡng thiệt đó. Nói hai lời đó, đâm bị thóc thật bị gạo cho người ta. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, cuối cùng làm bất hòa với nhau, làm minh lòng với nhau. Thì cái niệm Phật này nó cũng không có kết quả nữa. Cho nên hôm nay cái công năng của niệm Phật là để diệt vọng. Tức là sao? Lấy cái câu niệm Phật để bớt đi cái niệm chúng sanh. Hằng ngày chúng ta không có niệm Phật thì niệm thế gian này, niệm hơn thua phải quấy này kia. Cho nên Đức Thầy lấy cái câu niệm Phật để chỉ mình. Sao? Còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, về cái vọng niệm gì diệt thế trần ấy, và không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn ke nè, chân tâm mà ám. Nên là hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi dứt tâm bắt lọt. Như vậy đây là cái công năng của phương pháp niệm Phật là để diệt vọng, chứ không phải là niệm Phật để mà mình niệm Phật cho có. Cho nên có nhiều người đó là nghĩ rằng niệm cho nhiều, cho nên đó là ngồi cho lâu cho ta khen mình là niệm giỏi, phải không? Nhưng mà trong khi đó cái tư tưởng mình đó là trong khi đó ngồi cho lâu cho nó tê chân vậy thôi, chứ thực chất ra tư tưởng mình nó chạy quanh theo cái việc này việc kia việc nọ mà gán mà ngồi, chứ thực chất ra là không có niệm Phật gì hết. Thì cái này không có lợi ích luôn đó. Do đó chúng ta niệm Phật chúng ta phải hiểu là để diệt cái vọng tâm của mình, chứ không phải là niệm Phật để niệm cho nhiều. Có người đó thì niệm điếm số, coi mình niệm bữa nay được bao nhiêu ngàn câu niệm Phật, cái này nó không quan trọng. Mà quan trọng làm sao chúng ta xoay trở lại để mà chúng ta diệt vọng, để không cho cái tư tưởng mình niệm những cái việc thế gian này mà chỉ nhớ một câu niệm Phật. Thì đó là cái công năng của niệm Phật. Cái ý thứ ba đó là cái cách niệm Phật. Thì đồng đạo chúng ta biết rồi, Đức Thầy dạy mình có mấy cách đúng không đó? Có mấy cách niệm Phật? Có hai cách niệm Phật. Một là chúng ta niệm Phật trong thờ khóa, tức là cúng. Khi cúng xong hai thờ đó, Đức Thầy dạy cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thắng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là chúng ta đọc cái bài Tây Phương 37 chữ. Thì đó là chúng ta niệm Phật trong thờ khóa. Và cái thứ hai là chúng ta niệm Phật ngoài thờ khóa, đó là niệm Phật trong tư thế, đó là đi đứng nằm ngồi trong tứ tướng quay nghi. Như vậy thì cái phương pháp thứ hai Đức Thầy chỉ dạy chúng ta, đó là chúng ta niệm Phật ngoài thờ khóa, đó là mọi lúc mọi nơi chúng ta đều niệm Phật được hết quý đồng đạo. Chúng ta lao động mà nếu không bằng trí óc á thì chúng ta đều niệm Phật được hết. Lao động bằng chân tay như quét nhà, rửa chén, nấu cơm, nói chung giặt giũ, làm mọi thứ chúng ta đều niệm Phật được hết. Như vậy thì cái phương pháp niệm Phật này rất là dễ và giúp cho đồng đạo chúng ta sao? Chế ngự được cái tâm vọng của mình mọi lúc mọi nơi. Chúng ta lúc nào cũng nhớ cái câu niệm Phật để chế ngự cái tâm vọng của mình. Đây là cái phương pháp Đức Thầy chỉ cho mình vô thắc 24/24 luôn đúng không đồng đạo? Chứ không phải vô thắc 7 ngày, 3 ngày, 10 ngày nữa, mà chúng ta vô thắc 24/24 luôn, vô thắc trực tiếp luôn. Tức là đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Đây là chúng ta vô thắc 24/24 luôn chứ còn gì nữa. Phải không đồng đạo? Tức là không có thời gian gián đoạn luôn. Lúc nào chúng ta cũng nhớ cái câu niệm Phật. Như vậy thì đây là chúng ta phải nói là tu với cái phương pháp Đức Thầy chỉ dạy, đây là cái phương pháp gọi là tuyệt đỉnh. Cho nên cái pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy chỉ dạy đây là cái pháp môn đại thừa, chứ không phải là pháp môn tiểu thừa đâu quý ông đạo. Pháp môn này pháp môn đại thừa, để đưa hành giả trong một kiếp được trực giảng Tây Phương, được giảng sanh cực lạc, được giải thoát, đâu phải là cái pháp môn đơn giản. Mà Đức Thầy hôm nay chỉ dạy chúng ta bằng một phương pháp khéo léo, là mình là người tại gia cư sĩ, hằng ngày phải lo kế sinh nhai mưu cuộc sống, còn kẻ buôn tảo bán tằng, người làm việc này việc nọ. Cho nên đưa cái phương pháp niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, đây là cái phương pháp phải nói là nó tuyệt đỉnh, giúp cho đồng đạo chúng ta dễ áp dụng, dễ tu tập. Cho nên Đức Thầy mình thương mình lắm, đồng đạo à, thương chúng sanh lắm, như thể dây dùng đặng cứu ba gia.
tức là hạ thấp cái phương tiện xuống để cho làm sao chúng ta dễ áp dụng, dễ mà tu tập. Do vậy thì hôm nay qua cái phương pháp niệm Phật, qua cái cách niệm Phật rồi, chúng ta biết cái cách niệm Phật rồi, thì chúng ta phải biết được cái phương pháp đó là gì. Cái người niệm Phật phải cần phải có bốn, có ba cái điều kiện gọi là ba món tư lương. Một là tính, hai là nguyện, ba là hạnh. Tính tức là chúng ta có cái niềm tin, niềm tin đối với cái pháp môn mình, tức là pháp môn mình thực hành theo, và cái niềm tin đối với đức thầy chúng ta. Chúng tôi nói rộng thôi, tức là niềm tin tuyệt đối với đức thầy mình là một vị Phật, ngài từ bên cõi Tây Phương Cực Lạc bên trở về đây nè. Thầy cho biết sao? Tìm Cực Lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu. Tức là đức thầy mình rành cái con đường về Cực Lạc rồi, cho nên trở về đây dẫn mình về bến đây. Đức thầy mình từ bên cõi Tây Phương Cực Lạc bến nào quý đồng đạo? Cảnh thiên trước thơm to nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ đây. Hay là thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dụng chỗ con ngồi. Như vậy thì đức thầy mình ở cảnh Cực Lạc bến đó, mà trở về đây để dẫn mình về bến, cho nên chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối với đức thầy, và niềm tin đối với bản thân mình. Hôm nay mình quy theo lời dạy đức thầy và chúng ta thực hành qua pháp môn niệm Phật này, nhất định là chúng ta được trực giảng Tây Phương. Đó là cái niềm tin, chúng tôi nói rộng thôi. Vậy thì chúng ta tin, gọi là tin sâu, rồi nguyện thiết. Nguyện thiết là gì? Tức là cái nguyện tha thiết. Nguyện là ước ao đúng không đạo? Là mong muốn, tức là mình ước ao, mình mong muốn, gọi là nguyện thiết. Như vậy thì ước ao mong muốn là sao? Là tức là chúng ta nguyện ước ao làm sao để mình đã khi bỏ cái xác thân này, tức là khi mạng chung chúng ta được giảng sanh về cảnh giới Cực Lạc, thì từ cái tâm nguyện đó nó thúc đẩy mình trong cái quá trình chúng ta thực hành, trong quá trình chúng ta tu tập. Mà nhờ cái nguyện đó mà chúng ta không phải đợi cần tới giảng sanh mới về Cực Lạc đâu quý đồng đạo, mà nhờ cái nguyện tha thiết thành tâm đó, nó giúp cho tâm mình an lạc, có thể chúng ta chứng đắc tịnh độ ngay cõi thế gian này nữa. Nhờ cái nguyện đó. Như vậy thì cái nguyện ở đây là gì? Tức là cái ước cao mong muốn mà hàng ngày chúng ta nguyện cầu sanh đây, mà được đức thầy chúng ta chỉ dạy rất là rõ ràng. Có nhiều đồng đạo nói, ủa sao mình nguyện cầu giáng sanh mà không thấy đức thầy dạy chỗ nào? Cho nên có nhiều khi mượn đồng đạo nào mà có trí thức, có hiểu biết á, nhờ viết giùm tôi cái bài nguyện cầu giáng sanh coi. Thì có nhiều khi có những người họ viết ra, lập ra cái bài nguyện cầu giáng sanh rồi họ đọc. Nhưng mà tôi thấy ở đây đó, thì cái người thế gian mình mà viết ra đó thì nó đâu bằng ông Phật quý ông đã. Mà đức thầy mình đã có chỉ rồi, có dạy mình đầy đủ rồi, mình có nguyện cầu giáng sanh rồi, thôi bây giờ mình khỏi cần mượn đồng đạo nữa, mà mình lấy căn cứ vào lời dạy đức thầy để mình nguyện cầu giáng sanh. Đó là cái bài nào quý đồng đạo? Tức là cái bài chúng ta cúng lại sớm chiều đây nè, hai thời cúng lại mà đức thầy dạy chúng ta là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa trương dựa kế. Đây là hai thời cúng lại, đây là chúng ta đã nguyện cầu giáng sanh rồi đúng quý đồng đạo? Mà chỗ nào đâu? Thưa quý đồng đạo, bài nguyện trước bàn thờ ông bà chúng tôi trích đoạn thôi nghe. Cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài không nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ làm sao siêu thăng Phật đài. Tức là mình nguyện đưa cửu quyền thác tổ ông bà mình về Phật đài quý đồng đạo, cho mình nguyện cho mình, nguyện làm cho đẹp mặt mày, sao nữa quý đồng đạo, thoát nơi khổ hải là cái cõi ta bà này đây, liên đài được lên là về đâu? Về cảnh giới Cực Lạc mới có liên đài, phải không? Thì mình đã có nguyện rồi, trừ cái bài Tây Phương ngũ nguyện quý đồng đạo, mình vô mình chắp tay vào ngực mình nguyện sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Tức là mình đã nguyện Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Nó ủa sao nguyện phổ độ chúng sanh đâu có nguyện cho tôi đâu? Vậy mình lại gì quý đồng đạo? Mình có phải là chúng sanh không? Mình là chúng sanh nữa, mà mình nguyện phổ độ chúng sanh thì phổ độ cho tất cả chúng sanh mà trong đó có mình, phải không? Như vậy thì cái câu nguyện này nó vừa là tự độ và vừa độ tha, vừa tự lực và vừa tha lực. Phải nói đức thầy dạy mình là qua cái công hạnh đại thừa của Bồ Tát quý đồng đạo, tức là làm cái công hạnh lỡ tha, vừa tự độ và vừa độ tha. Đây là cái phương pháp đức thầy chỉ dạy chúng ta trong cái bài nguyện cúng sớm chiều đây. Mà mình nguyện chẳng những nguyện cho mình mà nguyện luôn cho tất cả vạn loại chúng sanh luôn quý đồng đạo. Nhưng mà tôi nói quý đồng đạo mình nghe, tôi và toàn thể quý vị mình cố gắng, bây giờ mình nguyện phổ độ chúng sanh rồi, bây giờ mình dặn chúng sanh được không? Mình là buồn chúng sanh được không? Rồi mình là sân si nhân ngã với chúng sanh được không? Bây giờ mình ghét cái ông nào đó, mình dặn cái người nào đó,
có khi nào chiều lại mình chắp tay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật mà bỏ cái người tôi ghét ra không? Bỏ cái người tôi giận ra không? Có ai nguyện gì không quý ông đạo? Chắc có lẽ là tôi thấy trong hội trường này không có ai nguyện hết, mà có lẽ là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng không ai nguyện kiểu đó nữa, phải không? Dù cho giận ông đó cách mấy đi nữa, chiều lại cũng nguyện phổ độ cho ông nữa, rồi sáng lại cũng nguyện phổ độ cho ông nữa, thôi vậy giận ông làm gì, thấy không? Rồi mình giận cái người đó làm chi? Mình nguyện phổ độ cho người đó mình giận làm gì? Thôi giờ tôi và đồng đạo từ đây sắp tới mình khỏi giận ai hết, qua cái bài nguyện Đức Thầy để giúp cho chúng ta khởi lên tâm từ bi, không còn giận hờn ai nữa hết, phải không? Vậy thì chúng ta đây sắp tới là chúng ta khỏi giận ai hết quý ông đạo à. Giận mà mình chiều mình cũng nguyện phổ độ cho họ, sáng cũng phổ độ cho họ, rồi giận họ làm gì, phải không? Như vậy thì thôi chúng ta khởi lên cái tâm từ bi thương họ luôn. Họ có làm quấy với mình cũng mặc, phải nhẫn nhịn họ. Và nếu khi nào họ cần dùng thì sao? Ráng hết sức giúp đỡ họ đó. Bây giờ đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức kháo sanh, phan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay, chứ tấm lòng nhân chẳng đổi. Tức là dù cho người ta có làm dữ với mình cũng chẳng được phép gì sự dữ của họ mà trả thù. Và phải luôn luôn làm lành với họ, mình phải hoài hoài làm phải những cái và họ có làm quấy với mình cũng mặc, và phải nhẫn nhịn họ. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái phương pháp này Đức Thầy chỉ dạy chúng ta phải nói là rất là độc đáo. Vậy thì mình đã có nguyện rồi, không có được đáp. Thì cái nguyện là vậy đó, nguyện cầu giáng sanh là vậy. Bây giờ nguyện rồi, bây giờ sao? Bây giờ tính rồi, nguyện rồi, giờ hành. Hành tức là chúng ta tha thiết thành tâm để mà niệm Phật. Mà niệm Phật thì nãy giờ chúng tôi trình bày đó, tức là chúng ta niệm Phật để diệt vọng, chúng ta niệm Phật để mà cầu giáng sanh về cảnh giới Cực Lạc. Thì qua cái phương pháp hành Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là một là trong thờ khóa nè, hai là ngoài thờ khóa nè, trong tứ tướng quay nghi nè. Nhưng mà cần cái trợ hạnh trong cái phương pháp tu niệm Phật để đạt được cái nẻo thẳng đi về Cực Lạc. Đó là gì? Chúng ta niệm Phật phải đền trả tứ ân, chúng ta niệm Phật phải chánh tam nghiệp, chúng ta niệm Phật phải sao? Phải là khởi lên cái tâm từ bi qua bốn đại đức của chư Phật. Thưa đồng đạo, vì Đức Thầy dạy chúng ta đây là lục tự di đà giữ tứ ăn nè. Vì chúng ta niệm Phật phải đền trả tứ ăn. Rồi chúng ta niệm Phật đó là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện là dứt trừ thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Chúng tôi chỉ sơ lược thì đồng đạo mình đã hiểu được phải không? Như vậy thì chúng ta phải đền trả tứ ăn, phải tránh tam nghiệp, và đồng thời chúng ta phải thể hiện qua cái bốn đại đức của chư Phật, đó là tứ vô lượng tâm. Mà được Đức Thầy chúng ta ngày chỉ dạy niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật, và làm sao ta có thể đắc được bốn đức ấy, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Vậy thì niệm Phật phải khởi lên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chứ mình niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật mà miệng thì niệm Phật, mà lòng thì tà gian thì không được cái đồng đạo. Nam Mô Mô Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian là không xong. Do đó thì chúng ta niệm Phật phải là Nam Mô miệng niệm, lòng lành. Ba gia phải ráng biết rành đường tu. Do vậy thì thưa quý đồng đạo, thì cái đạo pháp thì vô biên mà sức người thì có hạn. Thì qua cái buổi chia sẻ trao đổi Phật pháp cùng toàn thể quý vị trên dưới một tiếng đồng hồ, thì chúng tôi đã trình bày qua bốn cái câu giảng mà được Đức Thầy chúng ta chỉ dạy, đó là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về Tây, lúc quỳnh hôn đèn trí sâu đầy, tìm nẻo thẳng đi Cực Lạc. Lúc như vậy thì qua bốn cái câu giảng này, hai cái câu đầu đó là nói về cái sự vô thường của con người chúng ta, nói về nhân sinh quan, và nói về vũ trụ quan, tức là nói về cái sự chuyển đổi của lý tam quân. Do đó thì hai cái câu đầu là nói về sự vô thường, nói về cái lý tam quân, để chúng ta mỗi người phải hiểu được rằng chúng ta sống trong cái thời buổi cùng cơ mạt pháp, tức là cái hạ quân hạ rồi, để đồng đạo chúng ta cố gắng để chúng ta tìm cái con đường, đó là cái nẻo thẳng để chúng ta về Cực Lạc. Thì hai cái câu sau cùng đó là chúng ta, Đức Thầy cảnh tỉnh chúng ta phải chọn một cái con đường chánh đạo để chúng ta tu tập, để đi đến cái chỗ nẻo thẳng, đó là cái phương pháp tu tập để đạt đến chỗ gốc gáo. Như vậy thì cái nẻo thẳng đó là cái nhân tu, mà đạt đến Cực Lạc đó là cái quả chứng. Tìm nẻo thẳng đó là cái nhân tu, mà để về Cực Lạc đó là cái quả chứng. Thì kính chúc toàn thể đồng đạo chúng ta, tôi và toàn thể chúng ta cố gắng trì hành qua bốn câu giảng này, để chúng ta được đạt đạo giải thoát đến cái ngày viên mãn. Đúng như lời Đức Phật ngài cho biết là tam thiên tứ bủ ti đa, hưởng tặng quờ nguy sinh diệt, tứ cú kinh văn thi hiểu, ngộ chi phương chứng bồ đề. Nghĩa là giàu dư của cải cõi tam thiên, hưởng tặng tử sanh sẽ đến liền. Giảng kệ bốn câu tuy thế ít nhưng mà ngộ rồi chứng đạo đáo tây thiên. Kính chúc tất cả toàn thể quý chúng ta thành công, và thành công trong một đời này. Cuối lời không quên chân thành cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường An Bình A,
chân thành cảm ơn ban tổ chức và toàn thể chư đồng đạo xa gần đã quan hệ lắng nghe. Nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương quanh linh Đức Thầy đồng chiếu trì gia hộ cho tất cả toàn thể đồng đạo chúng ta thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung, để rồi nẻo luân hồi không tiếp nối chuyển say về cực lạc. Đáp ơn Thầy thổ nguyện đúng như lời Đức Thầy ngài chỉ dạy, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Kính chúc tất cả toàn thể chúng ta thành công và thành công trong một đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức và quý đồng đạo, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phạm Trung Cang đã toàn tâm toàn ý đem khả năng tu học của mình để truyền đạt cho đồng đạo chúng ta hết sức mạch lạc rõ ràng. Giáo lý viên đã thể hiện hạnh sứ giả của Như Lai, giúp cho đồng đạo dễ hiểu, dễ hành và áp dụng vào đời sống hàng ngày trên bước đường tu học của mình. Thay mặt ban tổ chức và đồng đạo xin kính chúc giáo lý viên Phạm Trung Cang được nhiều sức khỏe, ngày càng tiến bộ hơn nữa để đem giáo pháp của Đức Thầy ban rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Mời đồng đạo cổ vũ cho giáo lý viên một tràng hót tay. Xin chân thành cảm ơn tất cả chư quý đồng đạo. Thank you.